Xin chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Crypto Hero. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả như video mình làm tắt chatbot rồi. Rồi mình sẽ nhận được 119 token có cái hiệu là CRH còn 7 đô nữa mà. Rồi các bạn join vào chat này bạn. Rồi bạn bắt đầu join tiếp kênh seller nữa nè. Rồi bạn bắt đầu nè, tiếp tục follow từ Twitter nữa nè. Trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi quýt thì các bạn người quýt và binbot 3 người bạn nè, tăng 3 người bạn nè các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn chỉ nhận như tờ quýt nè các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn mình giao các bạn, rồi tờ quýt lên. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên. Các bạn bấm vào start. Rồi các bạn điền lại username Telegram của mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba bên cùng nữa các bạn. Các bạn vào setting nè, copy username mình nè các bạn. Rồi lại cho bot nè. Rồi tiếp tục thì các bạn follow bay submit send đường link. Tiếp tục thì các bạn gỡ cái đường link các bạn đã tự quyết nha các bạn. Rồi thì các bạn mở tờ Twitter bên ra nè các bạn chia sẻ đó các bạn đã tự quyết nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè, rồi lại cho bot nè. Sao nó mắc luôn người ta. Tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ với BNB Smart Chain BET20 trên ví trúc wallet nha các bạn. Rồi bạn sao chép địa chỉ với BNB mình nè. Gửi vô đây. Rồi các bạn bấm vào phim lách nè các bạn. Rồi ok, mình đã nhận được 119 token CRH nè các bạn. Các bạn việc lấy ghép mình chia sẻ trong bè người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo tụi mình nhé.